Nhân viên của Mai là vào là sếp ơi, ước gì em cũng có danh sách trong nhà tình thương của sếp. Nhà đẹp lắm. Thật sự, thông báo cho cả nhà theo dõi liên tục nha. Không có gì thay đổi á. Trong vòng 10 ngày là Mai đồng thổ đó. Nhưng Mai chưa nói ngày nào đồng thổ. Đất to lắm, đất rộng lắm. Một người 300 mấy 400 mét vuông mà 40 căn như vậy mà. Khó lắm. Cái này là bật mí thôi nhá. Phát tâm á là để 7 tỷ xây 40 căn nhà tình thương. Nhưng mà tình hình rất chỉ là tình hình, mà chưa dám nói cho ông chồng đâu. Nhưng mà cái này chỉ bật mí thôi. Mai mà đưa cái bản thiết kế của Mai mà xây nhà tình thương á, mà lên trên mạng như các bạn thấy rồi nha, mà Mai thiết kế thế nào á là Mai làm y chang như vậy đó. Các bạn sẽ không hình dung ra cái nhà tình thương đâu. Thì theo như các bạn á, 40 căn 7 tỷ có đủ không? Bây giờ san mặt bằng, san lắp kè lại cho đất nó phẳng, nó ngon lành, rồi bắt đầu lên xây. Đường treo leo hiểm trở mà phải lấy vật liệu từ dưới Sài Gòn đưa đi lên trên đó. Mái làm cực đẹp, chắc chắn. Nhà xây kiên cố 70 mét vuông. Mai hỏi những kiến trúc sư và mai hỏi tất cả những cái người chủ thầu bên xây dựng làm sao mà đầu được. Thế thì bây giờ Mai phải làm sao ạ? Mình đã phát tâm rồi, mình phải làm cho tới. Chứ mình không thể mà làm cái căn nhà tình thương kiểu là tí được, như cái chòi được. Làm mà làm cho các bà con ở luôn. Mai không có kêu gọi đâu. Chắc chắn là Mai không kêu gọi rồi. Nguyễn Thị Thắng bảo lành đình Vĩnh Khánh, chính xác luôn nha. Tôi nói cho mấy bà nghe nha, nói cho các chị em nghe nha. Mai mốt á, tôi lại điện thoại ông Khánh, tôi năn nỉ nữa, tôi cài ông vào một cái thế bí nha. Lúc đó các bà phải bấm tin thả like nhiều, làm sao mà vô coi hả? 5.000 người, 10.000 người. Xin chồng á, mình cài vô cái thế bí trước mặt bao nhiêu người. Chồng có cái hành diện của chồng chứ, không cho là không được, đúng không? Phải có cách. Vì mà hôm ông có hứa, cả nhà nhớ chưa? Có gì cứ phải lo gớm, là cứ sức khỏe có tất cả. Em thích đi làm người thiện, cảm thấy mà khó khăn quá mà không có tiền thì bán cha mấy con thực sắc mấy cây xe đi mà đi làm người thiện, không có gì đâu. Ông hứa trên mạng rồi mà, ông hứa thì ông phải làm. Đã hứa mà không làm, không ném đá cho Mai. Cho nên Mai mốt hô một phát là Hoàng Kim Khánh có đẳng cấp không? Có quá đẳng cấp, nó quá đẳng cấp, mắc mớ gì đâu, đúng không? Bây giờ không biết đẳng cấp hay không đẳng cấp, mấy bây giờ giúp đỡ các bà con cứ đẳng quá đẳng cấp, quá đẳng cấp, khích lệ cho anh ấy. Bữa đó Mai phát tâm là chỉ có là 7 tỷ để xây nhà thôi, nhưng mà bây giờ Mai xây 40 căn này nó phải lên quá trời nhiều tiền luôn. Cái đường treo leo mà mình phải lấy cái loại mà xe 5 tấn này mình tăng bo vô á. Hứa danh dự cho các bạn, chưa bao giờ các bạn thấy nhà tình thương mà đẹp như nhà của vợ chồng Mai Khánh xây cho các bà con đâu. Đẹp lắm á, kiên cố và chắc chắn nhá, và làm rất là bài bản luôn.